Bạn đang xem review trên kênh Nghiện Đam Mỹ. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ. Em trai để mắt đến Lee Sang, từ nhỏ em trai đã muốn lấy anh trai của mình. Mà anh trai lại cho rằng hắn là muốn cùng mình tranh giành gia sản. Không biết một cái nhìn của mình có thể làm cho anh trai Lee Sang sôi máu. Tài sản thuộc về anh, còn anh thuộc về tôi, người đẹp da trắng gầy. Liệu chuyện tình cảm này sẽ đi đến đâu? Cùng đón xem tiếp nhé! Lee Sang, đẹp trai, giỏi giang, nhiều năm cống hiến cho công ty. Hiện tại đã là người đứng đầu công ty. Không xa người thừa kế tiếp theo. Con trai ruột của chủ tịch, Lee Tae-gon, nhưng cả ngày nhàn rỗi không làm gì. Chủ tịch rất tức giận về việc này, nếu con giỏi bằng một nửa anh trai thì tốt rồi. Mà Lee Tae-gon lại không cho là vậy, chim sẻ mà đuổi theo chim hoàng yến là sẽ bị gãy cánh. Làm sao con có thể so sánh với anh trai con chứ? Chủ tịch nghe vậy càng tức giận hơn, ngươi là chim sẻ. Vậy cha ngươi cũng là chim sẻ sao? Và lý do Lee Tae-gon nói như vậy, chỉ để thu hút Lee Sang. Tuy nhiên Lee Sang một cái nhìn cũng không cho hắn. Đi ngang qua, hơn 10 năm cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Lee Sang càng lạnh lùng, Lee Tae-gon càng chiều ghẹo, anh ấy ăn lại thức ăn thừa của Lee Sang. Tôi chỉ tò mò thôi. Bữa sáng hôm nay ngon thế nào? Có thể để hắn một tháng không gặp, nhìn thấy tôi cũng giả vờ không nhìn thấy. Tương phản với Lee Tae-gon. Lee Sang cứ tưởng mình cách vị trí chủ tịch không xa, nhưng không ngờ hôm nay Lee Tae-gon lại nói với gia đình, anh ấy sẽ đi làm ở công ty, mẹ nghe xong rất vui. Và bố không tin rằng Lee Tae-gon có thể làm được, nhưng vẫn sắp xếp Lee Tae-gon làm việc cho Lee Sang. Để Lee Sang nuôi dưỡng anh ta thành thứ có thể sử dụng được mới biết sao. Mặc dù Lee Sang trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải đồng ý. Tôi là con trai của cha tôi, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm dạy tốt. Trước đây Lee Tae-gon chỉ là quá thích chơi thôi. Miễn là anh ấy quyết định, vậy nhất định có thể làm tốt lắm, đúng không? Hắn quên mất Lee Tae-gon, cười quá trời ơi, luôn nhìn tôi. Lee Sang chỉ có thể chút giận ở góc không người. Ông già không muốn nhường chỗ cho tôi, bây giờ lại để tôi phát triển một kẻ phế liệu phải không? Dù sao đến lúc đó anh ta không thể kiên trì được, tự mình sẽ đi. Chúng ta chờ xem nhé. Hắn tiện tay đặt áo sơ mi sang một bên, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới em trai hắn sẽ lén lấy quần áo của anh ta, đồng thời tưởng tượng Lee Sang ở bên cạnh hắn. Sau đó thẩm du, thật là dâm mận quá đó mà. Sau đó Lee Sang lại bị em trai cầm rượu đỏ làm nhục, chính mình lại không chống lại được một chút. Ngay cả khi cha của cả hai đã biết em trai đã làm điều này với Lee Sang, anh nghĩ bà sẽ trách tôi hay anh? Khi còn nhỏ chỉ cần hắn bị thương, cha mẹ sẽ chỉ tay vào Lee Sang, con làm anh thế nào? Ngay cả em trai cũng không chăm sóc tốt, chúng tôi cung cấp cho con đồ ăn ngon và ngon, đây là cách con trả ơn chúng tôi sao? Và tất cả là vì Lee Sang là con nuôi, cho dù bản thân có cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp địa vị của em trai trong lòng cha mẹ. Bây giờ cũng vậy, mặc dù em trai phóng túng của anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, cũng không thể chống cự. Chủ tịch đã sắp xếp Lee Tae-gon thành Lee Sang. Sau khi vào làm việc, Lee Tae-gon nhuộm mái tóc đỏ rực rỡ thành màu nâu thấp màu sắc, đồng thời cũng đạt được kết quả rất tốt trong công việc. Các đồng nghiệp trong công ty đều than thở về sức mạnh của Lee Tae-gon. Lee Sang nói rằng Lee Tae-gon đã tìm thấy cảm giác nhanh như vậy, thật tuyệt vời, nhưng trong lòng lại chán anh ta quá, bởi vì bản thân chủ tịch cũng không ngừng khen ngợi Lee Tae-gon. Đúng là con trai tôi. Và điều đó có nghĩa là chủ tịch rất có thể sẽ để lại vị trí người thừa kế, nhưng nỗ lực của chính mình trong nhiều năm như vậy không phải là vô ích sao? Lee Sang lúc này đang chán nản uống rượu. Lee Tae-gon không mời mà tự đến. Anh ngủ chưa? Tôi vào đây. Nhìn xem anh trai, bộ dạng không có tình yêu của anh. Lee Tae-gon tháo cả vạt ra, có phải đang nghĩ về tôi không? Tại sao anh uống nhiều như vậy? Mà Lee Sang cũng không muốn nói nhảm với hắn. Giờ này anh đến chỗ tôi làm gì? Lee Tae-gon giải thích là tôi thấy anh trai gần đây tâm trạng không tốt, muốn an ủi anh. Nghe những lời nói đó Lee Sang rất khinh thường, cố ý hay vô ý nói lại, ý tưởng của Lee Tae-gon là sao chép ý tưởng của người khác, mà bình thường luôn quỳ liếm em trai mình. Lúc này lại lộ ra bộ mặt thật, không còn quen với anh ấy. Tôi thấy Lee Tae-gon cầm một chai rượu vang đỏ, giống như anh trai Lee Sang. Mày có biết tại sao mày thua không? Mày chỉ biết làm hài lòng lãnh đạo, xem ánh mắt của họ, nhưng không nhìn thấy ánh mắt của người khác. Bị làm nhục như vậy, Lee Sang vừa muốn đánh hắn, nhưng thấy Lee Tae-gon khiêu khích, đưa tay đến đây mặt đánh một cái thử xem. Lee Sang bị cay ré, nhưng cuối cùng thả hắn ra. Lee Sang tưởng rằng chịu đựng thêm nữa là được rồi, mà Lee Tae-gon càng rõ ràng không muốn buông tha cho hắn. Anh ơi, anh biết tôi muốn gì không? Hôm nay không thể kết thúc vô nghĩa như vậy được, cho nên anh trai còn cần tôi dạy anh không? Sau đó Lee Tae-gon kéo Lee Sang lại, cắn môi anh trai một phát xì cả máu. Đoạn này hơi 18 cộng, sợ dư túc quất cho một gậy. Mấy ni muốn coi huyện cộng cộng thì xem trên web nhé, đảm bảo chảy máu mũi đấy, khi xem nhớ lấy giấy ăn chùi miệng nhé. Anh ơi, em chờ anh lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh trai như thế này, Lee Tae-gon đang nghĩ, nếu để anh ta biết tôi đã theo dõi anh ta từ khi nào, biểu cảm của anh ấy sẽ như thế nào? Công ty và gia sản đều không hứng thú. Và anh trai Lee Sang, điều duy nhất Lee Tae-gon muốn, nó bắt đầu quan sát anh trai từ khi còn rất nhỏ, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra tham vọng của anh trai. Lee Sang mặc dù là con nuôi, nhưng từ nhỏ đã có tài năng hơn người, và khi đó chủ tịch cũng không có con, muốn đào tạo anh ta thành người thừa kế tiếp theo của công ty. Nhưng khi Lee Tae-gon được sinh ra, sự khiêu khích vô thức đối với vị trí của anh ta, cha mẹ không vì Lee Tae-gon được sinh ra và chọn cách từ bỏ Lee Sang,
nhưng không phải vì tình cảm sâu sắc, mà là chủ tịch không cho Lý Sang làm người kế nghiệp. Nhưng không biết Lý Sang ngoài cửa đã nghe hai người đối thoại, tất cả vào tai, để không để họ giúp cạn giá trị của mình. Lý Sang bắt đầu đọc sách. Hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là làm chủ tịch công ty. Thấy không xa mục tiêu rồi. Nhưng mà Lý Tê Go lại đột nhiên thể hiện tài năng tuyệt vời trong công việc. Chủ tịch khen ngợi điều này. Như thể Lý Sang nhiều năm nỗ lực, tất cả đều thành trò đùa. Hắn chỉ có thể một mình uống say để có được sự tin tưởng, đã kiên trì đến bây giờ, và tất cả đã bị phá hủy ngay lập tức. Tự mình cố gắng thế nào cũng không thể chiến thắng được huyết thống. Lý Sang say rượu, một ý tưởng xấu lóe lên trong đầu, hắn ta sẽ giết em trai mình. Hắn đến phòng em trai, đưa tay ra định bóp, nhưng em trai hắn còn đáng sợ hơn hắn tưởng. Một câu anh trai, anh thơm quá, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Trong chốc lát buông tay ra, vừa muốn thoát thân, nhưng lại bị em trai tóm lại và nói. Anh trai à, như thế là không tốt, bất cứ khi nào tôi đe dọa vị trí của anh sẽ bóp cổ tôi ư. Tôi thực sự hạnh phúc, nhưng anh lại không dám ra tay. Những chuyện như vậy chỉ có thể lặp đi lặp lại. Anh nghĩ anh có thể thắng tôi bằng sức mạnh sao? Nhưng cách anh tiếp tục đấu tranh rất dễ thương. Nhưng anh trai, tôi đã có nó từ khi còn nhỏ, tất cả. Cho nên mục tiêu của tôi và ba mẹ không giống nhau. Mục tiêu của tôi là anh. Anh hiểu ý tôi không? Chỉ cần làm tôi hài lòng, tôi rất vui lòng nhường vị trí chủ tịch cho anh. Và cái kết của kẻ đi vào phòng người khác là thế nào nhỉ? Một người có dạ tâm làm chủ tịch, một người thì ngược lại chỉ muốn chiếm lấy anh trai mình. Bây giờ anh tự chủ động bỏ qua đây. Nếu anh làm em hài lòng, có lẽ em sẽ cân nhắc vị trí chủ tịch nhường cho anh. Và thế là hai anh em vừa tóc xô vừa chơi thủ nhún. So sánh các quyền và địa vị, em chỉ muốn anh. Lý Sang không thể tin được, nhưng Lý Tê Gon vẫn tiếp tục xuất khẩu. Còn Lý Sang vẫn vừa lắc vừa ú ớ. Anh ơi, em biết anh luôn muốn thừa kế công ty, thậm chí còn đổi tên thành cùng tên với công ty. Nhưng anh nghĩ anh có thể chiếm được tổ chi mát là chiếm vị trí của tôi như vậy sao? Anh phải biết mình đang ở đâu. Anh nghĩ rằng cha mẹ đang ở trong quyền lực sẽ nhường chỗ cho người không có quan hệ huyết thống sao? Bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh. Chỉ cần nhún cho tốt, phục vụ tốt. Làm đi, bây giờ hãy làm theo lời tôi. Vì ham muốn, chỉ cần chịu đựng, chịu một chút là được rồi. Lúc này Lý Sang đã kiệt sức rồi. Hắn vốn tưởng em trai sẽ làm theo lời hứa, cho hắn vị trí hội trưởng, không ngờ em trai lại đổi ý. Anh biết mà, cha sẽ không dễ dàng đồng ý với yêu cầu này như vậy. Cho nên anh trai, anh vẫn phải cố gắng. Biết mình bị lừa, Lý Sang không thể chịu đựng được, nhặt chai rượu rồi ném vào Lý Tê Gon. Cho hắn phản ứng, Lý Tê Gon đã nằm trên mặt đất. Và vẻ ngoài hoảng sợ Lý Sang chính là quá muộn. Hắn mượn cái này ôm lấy Lý Sang, đây cũng đã trở thành xiềng xích chính thức trói buộc Lý Sang. Trong thời gian hôn mê, Lý Tê Gon đã lo lắng về Lý Sang. Cuối cùng đợi Lý Tê Gon tỉnh lại, cuối cùng hắn cũng hỏi ra câu nói đó. Anh muốn gì? Sau đó bị Lý Tê Gon xé cả vạt. Anh biết mà, tôi sẽ cho anh thứ anh muốn. Anh cho tôi những gì tôi muốn. Lý Sang cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tôi rất mong chờ. Đừng làm tôi thất vọng. Hợp đồng của hai người chính thức hoàn thành.